Xin chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn một mẫu nồi của Toshiba, mã nồi là RC10VSF. Thì đây là nồi 1 lít, 1 lít thì các bạn nấu được khoảng 2 bát rưỡi gạo nhé, khoảng 5 người ăn đấy các bạn. Đây, cái này có màu đỏ đấy các bạn, nồi này là nồi cao tần áp suất hút chân không các bạn. Tức là đến thời điểm hiện tại công nghệ này là công nghệ nấu cơm ngon nhất của Toshiba cũng như ngon nhất thị trường luôn đấy các bạn. Đây, mình mời các bạn xem qua nhé. Cái này không bẻ vỡ gì nhé các bạn. Đấy. Nhìn trên mặt này, nồi màu đỏ rất đẹp luôn. Rồi, xách sang cho anh xem nhé. Đây, bên trong cái này mình nấu thử rồi các bạn, mình mới nấu thử luôn, còn nóng các bạn này, thử nước này. Cái này không xì trước gì nhé các bạn, tại vì các bạn biết không, mình bán hàng ấy thì nhiều khi mình đưa lên đây mình chưa vệ sinh ấy, thì có trường hợp nó bị xì. Khi các bạn chốt rồi thì nó có bị xì, thì khi nó bị xì như vậy ấy, thì mình sẽ liên hệ các bạn để lấy cái mẫu khác, mình thử mẫu khác. Còn như cái này mình thử rồi thì các bạn ưng mẫu này thì mình vệ sinh là mình gửi cho các bạn thôi. Đấy, doang này các bạn, này son đây, son rất đẹp luôn nhé các bạn, rất bóng luôn. Đây, mấy cái này là cái bẩn nhé các bạn, đấy, bụi bẩn đấy, son sóng rất là nặng luôn. Cái này bẩn thì mình chưa vệ sinh được, các bạn thông cảm giúp mình nhé. Tí thì mình sẽ lau, khi các bạn lấy mình sẽ lau vệ sinh kỹ. Song sóng rất đẹp luôn các bạn, cái này không có chảy xước gì luôn. Đây, bên trong này cũng vậy, không bẻ vỡ gì nhé. Rồi, mình ghim điện thì mình ghim điện cho các bạn xem. Thật ra thì mình nấu thử rồi, cái này dây cũng rất mới luôn các bạn này, rất là xanh luôn. Chọn là menu nhé. Đây, cái đầu tiên chớp chớp là gạo trắng này các bạn. Thì những cái video hướng dẫn của mình ấy nó nằm tít dưới rồi, thì sợ đôi khi các bạn vào xem các bạn chưa không thấy được ấy, tại vì cái kênh của mình video giờ tới gần 500 video ấy, thì các bạn kéo dưới rất là lâu. Thì tiện mỗi một cái nồi ấy, thì mình sẽ hướng dẫn qua cho các bạn hai cái loại gạo là gạo trắng và gạo lứt. Thì ở Việt Nam mình chủ yếu gạo trắng, với một vài khách hàng thì mình có ăn gạo lứt thì mình cũng giới thiệu qua rồi nhé các bạn. Đây, mình giới thiệu qua cái đầu tiên gạo lứt nhé. Các bạn nhấn menu này là cái đang chấp chấp là chọn gạo đấy các bạn. Đây này. Đấy. Thì cái này là chết, mình xin lỗi. Đây, gạo cái đầu tiên là gạo trắng này, thì mình chỉnh gạo lứt này các bạn. Đấy. Gạo lứt thì khi mình chọn rồi mình nhấn menu thêm một lần nữa. Đây là nấu bình thường. Gạo lứt thì nó chỉ có hai chế độ nấu nhé các bạn, nấu bình thường và nấu cháo thôi. Đấy, mình nhấn gạo lứt rồi, mình nhấn nấu rồi. 65 phút nhé các bạn. Đây, đèn chân không này các bạn này. Rồi. Thì rồi sau đó thì giờ các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gạo trắng nhé. Đây, các bạn chọn gạo trắng này, các bạn nhấn menu thêm một lần nữa. Đấy, các bạn chọn chế độ ngon nhất nữa các bạn. Đây, đây là chế độ ngon nhất đấy các bạn, 55 phút nhé các bạn. Đấy, đèn chân không này. Thì mình chia sẻ các bạn cái chế độ eco ấy các bạn. Thì những cái dòng nồi Nhật, đặc biệt là cái dòng nồi cao tần này các bạn này, nó không tiết kiệm điện đâu. Một năm như thông số của nhà sản xuất nó đưa ra cái nồi này thì một năm nó rơi tầm khoảng 7 đến 80 số. Đấy, thì nếu mà các bạn nấu, mình cứ giả sử như cho rằng 90 số đi, thì một năm nó chênh lệch khoảng 10 số thôi. Đấy, thì khi các bạn nấu nó chênh lệch 10 số mà các bạn ăn cơm eco, nó bị lược bỏ mất một vài chức năng đấy các bạn. Đây, mình cho các bạn xem này. Đây, mình chọn eco nhá. Đấy, còn 4-5 phút nữa các bạn, còn có giảm 10 phút thì nó bỏ qua cái công đoạn ủ gạo đấy các bạn, nó bỏ qua công đoạn ủ gạo luôn, nó vẫn hút chân không nhưng nó bỏ qua công đoạn ủ gạo hết 10 phút. Vì vậy nên nó còn có 4 công đoạn thôi. Còn đúng ra cái nồi này nó có 5 công đoạn, như là hút chân không này, ủ, hấp, nấu rồi mới hâm. Vì vậy nên nó 55 phút. Còn các bạn nấu eco thì còn 4-5 phút nhé các bạn. Đấy. Rồi, giờ mình chọn lại chế độ này. Thì khi các bạn mua cái nồi của này của mình rồi ấy, thì các bạn về các bạn chỉ cần bỏ gạo vào, các bạn ấn nút nấu thôi, không cần chọn gì khác nhé các bạn. Rồi, tiện đây mình chỉnh giờ cho các bạn luôn này. Đây, các bạn giữ đè phím này các bạn. Đấy. Rồi mình chỉnh giờ. Đấy, giờ xong rồi mình nhấn. Giờ xong rồi các bạn nhấn nút. Đấy, nhấn nút hủy là nó tự lưu nhé các bạn. Rồi giờ các bạn cứ ấn nút nấu là được nhé. Rồi, mẫu nồi này bên mình đang bán mức giá là 2 triệu 3 nhé các bạn. Nồi Toshiba cao tần áp suất hút chân không màu đỏ 1 lít. Các bạn nấu gia đình khoảng 5 người ăn đấy các bạn. Rồi, mình cảm ơn các bạn nhé. Xin chào các bạn.